Trời ơi, phó bếp làm lẹ quá ta. Làm như chuyên nghiệp vậy ta. Ôi chân. Ôi trời ơi. Ôi chân hết anh Tám nha. Sao đỏ vậy nha. Da gà mà. Bớt lửa, bớt lửa, bớt lửa. Bớt lửa. Bớt lửa, bớt lửa chút. Chút xíu nữa. Bớt lửa, em hết. Hey, hey, có đồ có thấy không trời ơi. Già phải kinh nghiệm thôi. Rồi để vô. Hello. Xin chào các bạn nha. À chào các bạn trở lại với kênh của Hiển Trời Trời Vlog nha. Cảm ơn các bạn vừa qua đã quan tâm theo dõi đến Hiển Trời Trời. Ủa sao qua đã. Ồ trời. Hello. Dạ, xin chào đón các bạn trở lại với kênh của Hiển Trời Trời Vlog nha. Đó, ngày mới thì chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em, cô dì, chú thím nha, có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. À, hôm nay Hiển Trời Trời và Phó Bếp sẽ làm cái món ẩm thực gọi là cánh gà rút xương. À, hôm nay mình ăn mình cũng hơi phàn nàn gì để xương đồ này kia. Bà xã nói chứ tôi rút xương cho ông ăn luôn, khỏi cái cột rồng. Đây, các bạn thấy không? À, cánh gà thì mình rút xương rồi mình sẽ dồn. Thì gia vị hôm nay thì gồm có trước tiên là hành, hành lá, sắc nhuyễn, chả thịt, chả cá, củ năng và hai món chủ lực đó là đậu và bắp, đậu hạt đậu Hòa Lan á các bạn, và bắp, bắp hạt. Gia vị thì muối, đường, tiêu đại khái. Đó. Đâu, bây giờ hôm nay mình làm cái món này mình rút nó ra làm sao đâu. Cánh gà thì mình phải rút xương đó. Đó, cánh gà cánh rút xương. Đây. Bữa nay chỉ cho tránh miếp làm nha. Mai mốt là tự làm ăn nha. Cái món này là lâu dữ lắm rồi không có làm lại đó. Phải không? Gặp cô làm thì đơn giản thôi. Cái này tôi dồn vô cố, tôi xây nó nhuyễn nhừ, xong tôi dắt lên cục là tôi chiên tôi ăn là nó cũng xong à. Đó, nó như vậy đó. Mình lấy cái xương của cái cánh ra. À, các bạn thấy không, khi mà ăn món này mà ngon đó, thì đương nhiên mình phải đẩu lại là cái cực khổ, cái công cực khổ vất vả lắm các bạn. À, gà rút xương, câu chuyện cái vụ mà rút xương rút đồ này kia kia nọ mình có cái câu chuyện như thế này. Hồi xưa cũng lâu lắm rồi, 40 năm có à. Hồi đó có anh bạn anh dẫn đi ăn thì anh vô quán anh mới kêu là lương rút xương rồi dồn thịt. Trời ơi, con lươn bự lắm, cả ký rút xương rồi cái dồn thịt vô rất là ngon nha. Mà mình thì nói thiệt với các bạn, hồi xưa mà hai lúa không biết gì vấn đề rút xương, rút tỉ gì hết trơn á. Đó, thấy chủ quán người ta đem ra con lươn còn y nguyên vậy đó. Thì người ta giới thiệu là lươn rút xương rất là ngon, dồn thịt rất là ngon. Thì mình thấy vậy á, mình mới gọi là mình kiến mà, kiến những người lớn tuổi mà. Đó thì mình mới sắn cái đầu của con lươn đó để mình mời cái người bạn mà đã đãi mình cái bữa tiệc hôm đó. Vừa sắn cái đầu lươn đưa qua cái ông chủ quán nói ấy đừng cái quay qua ngạc nhiên hỏi ủa sao vậy chú. Ông nói trời ơi, con lươn mà rút xương mà dồn thịt á, cái đầu là nó dở nhất, tại nó là cái đầu con lươn chứ không có cái gì ngon hết trơn. Không có vô đó, thì cái hình thức để cái đầu cho nó vui vậy thôi. Thế mình nói ủa vậy sao ai biết đâu, tưởng đâu cái đầu là ngon. Vậy chừng nào cái này rút xương xong em ăn cái phần dưới này nè. Còn anh ăn cái này cũng ngon nè. À, thì mình rút xương ra thì ở trong này nó bọng như vậy nè. Bây giờ chúng ta sẽ trộn như cái này lại cùng với nhau để mà dồn vô cánh gà nha các bạn. Trời Hiển Trời Trời trong giây lát nha. Ây hay quá, hay quá Phó Bếp ơi. Trời ơi, hay quá, mới đây chọn xong rồi. À, đó. Mình không có dùng bao tay được, tại khi mình dùng bao tay mình cầm cái cánh gà nó không có được. Ê, nói chung là cũng gia đình ăn thì thử ra các bạn cũng thông cảm nha. Có những cái món ăn mà mình không thể nào mình làm cho nó hoàn mỹ giống như là những cái người ta chuyên về chép khúc đồ đấy. Còn này mình chỉ chia sẻ thôi nha các bạn, chứ không dám chỉ dạy ai. Rồi bây giờ Phó Bếp chỗ tài luôn đi. Mình nấu ăn mình muốn ngon mình phải bỏ cái tâm vô các bạn. Ôi, trời ơi, nó bỏ cái tâm liền. Tâm nó bay, cái này nó bay.
món ăn này á, thì chúng ta làm cho gia đình, thứ nhất là các em thiếu nhi nha các bạn, mấy ông già lớn tuổi có hiện trời trời mê lắm, tại không có sướng ăn nó dễ. Sướng quá ha, à, không có xương tự nhiên nó ngon hơn ha. Ngon. Đây bây giờ mình làm, mình sẽ bỏ những cái chả này vô đây. Ừ. Chánh bếp làm được không? Trời ơi dễ, ui vụ này dễ hơn ăn chuối. Sao thử rồi. Phải không? Anh làm xong đi, em lấy cái tăm em bỏ vô cho. Đấy, nó vậy nè. Thì đấy. Bỏ cho nó cái tăm lên. Thấy cho không chừng cái tránh bếp mà bộ khéo hơn phó bếp à. À. Không sao một cái. Đây nè, mình làm xong rồi mình sẽ lấy cái tăm mình ghim ngay chỗ này, đừng lát nữa mình... Ủa sao mình dồn vô rồi mình lấy cái muỗng ra, cái nó đi theo ra vậy? Thì mà nói là... Đẹp, thấy không? Đẹp chứ? Đẹp. À. Rồi, nhắc sơ sơ thôi rồi mẹ, rồi em lấy cho. Thì thường khi ở đây mà mấy đứa nhỏ mà khi nó ăn đồ hoài nó cũng ngán, nó chán rồi, hoặc nó làm biếng ăn, nó lười ăn đó các bạn. Hoặc là chúng ta ngại nó ăn thịt rồi nhiều quá thì chúng ta làm như này, trong cái này nó có rau củ rồi kia, có bắp, có đậu, hạt đậu rồi kia đó. Thì cái đó cũng là cái cách dinh dưỡng mà mình giúp cho trẻ nhỏ nó ăn nó tốt, tốt cho sức khỏe nó. Ủa làm cái nó đi, vừa làm vừa kể chuyện. Ủa thấy không, sao nó người ta làm không hay trời, người ta làm hay dữ lắm luôn đó. Nè đâu cần banh biết gì, bây giờ đút là nó vô thôi đó, hay không? Đợi vô phụ đi. À. Trời. Cái món này cũng lâu lắm mà em có làm lại nha. Ừ. Tại vì nó cũng hơi cực, mình rút xương gà rồi nó hơi cực cho nên. Cái gì nó có cực nó mới có ngon. Hay 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 trời trời hay không? Anh sơ sơ vô thôi là nó nằm tổng rồi, cái em lấy tay em rút vô. Mình ghim cái cây tăm vô đây để mình giữ lại một hồi mình hấp cho nó không có bị xì cái mấy chả ra. Nè. Đó. Các bạn mà thấy Hiển trời trời mà làm mấy cái clip nấu ăn này mà có hay hay là đồng cảm với Hiển trời trời nha các bạn. Là cho Hiển trời trời một like, nhớ chia sẻ, đăng ký rồi cho nhiều người cùng xem nha các bạn nha. Để mình có động lực mà làm thêm nhiều clip hay ho rồi nữa chứ. Hôm nay thì mới có rút cánh gà thôi mà các bạn mà ủng hộ mà được nhiều sub lên cỡ 100.000 sub là lúc đó là rút cánh ngỗng hoặc cánh đại hoàng. Thè lè hả? Thè lè thẹt lè hả? Làm vậy mà nổ banh xác luôn kìa. Trời ơi, Hiển ơi, là Hiển. Trời ơi, nổ là nghề của Hiển mà. Bây giờ mình chắc cho cái này hấp nè, để cho nó chín trước cái rồi hả? À, tới cái khâu chiên. Dạ. Mình sợ mình chiên như vậy nó không có chín tới cái phần trong á, cho nên mình hấp một cái. Mà nếu mà mình để vậy mà mình chiên cho tới chín á thì cái cánh gà nó bị khô nha các bạn. Cái này cũng là một cái chiêu nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ, cái mẹo nhỏ nhỏ để mà chia sẻ với các bạn á. Bắt đầu. Để ngay chính giữa luôn. Đó. Rồi. Rồi xong. Rồi cho vô luôn. Đây. 3 phút sau chín liền. Không được. 3 phút cho chín. 4 đi ha. Chút đi. 5. Trời ơi dữ vậy. Trả giá nhiều quá vậy. 2000 years later. À, sau khi khoảng 10 phút chúng ta hấp cho cái phần cánh gà này nó chín nha các bạn. Đó, nó chín như vậy rồi là chúng ta, thì hồi nãy có nói với các bạn là nấu nướng là phải để cái tâm vô. Đây, có cái tâm rõ ràng. Đây là cái tâm. Nó giỡn thôi chứ ông bà mình hay nói để cái tâm có nghĩa là để cái tấm lòng mình đó các bạn. Nhưng mà ở đây cái nghĩa bóng của nó là cây tâm. Đó, bây giờ mình để vô rồi mình chiên nha các bạn. Rồi, đây. Trời ơi, phó bếp làm lẹ quá ta. Làm như chuyên nghiệp quá vậy ta.
có chân. Trời ơi, có chân hết anh Tám nha. Sao nó đỏ vậy nha? Da gà mà. Bớt lửa, bớt lửa, bớt lửa, bớt lửa. Bớt lửa. Bớt lửa chút. Chút xíu nữa. Bớt lửa, hãy hết cho nó. Hey, vậy có đồ chó thấy không? Trời ơi. Dạ, phải kinh nghiệm thôi. Rồi, để vô. Cú. Đó. Vô luôn. Hú hồn. Ngon, ngon, ngon. Thì các bạn thấy cái phần cánh gà rút xương này cũng không có khó khăn gì nhiều lắm, nhưng mà quan trọng là chúng ta chịu cực chút xíu thôi. Là nhà mấy cháu nhỏ có một cái món ăn rất là ngon, lấy cái đũa dài nó dễ hơn cái này đó. Nhìn giống là cái đùi ếch không, quá trời luôn ngon. Đây là món ăn bổ dưỡng nha các bạn, cánh gà rút xương nha. Sau khi mà các bạn xem xong cái clip này, nhớ bắt tay vô làm để cả nhà cùng thưởng thức nha các bạn nha. Đó, ngon. Trời ơi, nó bung lên bự đẹp mắt nha. Ồ, hay quá. Hay quá Hiện ơi. Hay quá Hiện ơi. Ồ, rất dễ hơn ăn chuối. Tại vì cái này mình đã hấp chín rồi, chúng ta cần lửa lớn để chiên cho nó ngon, nó giòn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì khoảng 10-15 phút thì Hiển Chờ Chờ với Phó Bếp đã chế biến xong cái món ăn gọi là cánh gà rút xương. Trong những cái ngày mà tiết trời mát mẻ như thế này, chúng ta nên làm một mâm như vậy cho gia đình con cháu quây quần để cùng ăn, cùng thưởng thức, nó sẽ rất là thú vị nha các bạn. Trước khi thưởng thức món ăn này, Hiển Chờ Chờ và Phó Bếp cũng xin kính chúc các bạn và gia đình có một cái cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Đó, bây giờ bắt đầu thưởng thức thôi. Mời Phó Bếp vô đi. Đây, các bạn thấy không? Trời ơi, hấp dẫn. Đó, cầm miếng cà chua, miếng salad gì lên đi. Đó. Đây, 2, 3, vô. Ngon quá. Ừ ơi. Đẹp vô. Sáng hồi hổng. Đây, mời các bạn nha. Này, nhà chồng. Ngon. Từ hồi nãy Hiển Chờ Chờ chia sẻ đó, trong này nó có đậu nè, có bắp nè. Cái đó gọi là rau củ quả cho các cháu nhỏ ăn, nó cũng đỡ hơn là cái phần thịt nhiều á các bạn. Rất là ngon. Ngon quá. Sẵn đây mời Phó Bếp hai đứa mình cưa đôi. Cắt nửa phần trăng. Vô. Vô. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Phải nói là quá tuyệt vời. Ngon dữ. Thấy ghê chưa? Không phải giản dừa đó nha. Wow. Ngon chưa? Hồi nãy anh dồn mấy cái cánh? Hai. Nhiều à? Đã dằn mấy cái? Mới có một à? Mới có cái. À, tại gì? Cái này nhỏ nó mới đưa anh cầm.
video clip chúng đây cũng tạm vừa đủ nha. Hiển Chờ Chờ xin phép và các bạn cho Hiển Chờ Chờ tạm dừng clip tại đây. Mến chúc các bạn và gia đình vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Giờ thì Hiển Chờ Chờ và phối bếp tạm biệt các bạn nha. Bye.